Hello anh em, hôm nay mình xin được giới thiệu với anh em hai chiếc xe có thể nói là kỳ phùng địch thủ với nhau trong cả cùng tầm giá cũng như là độ hot trên thị trường. Đây là chiếc Signum bản 2.0 Luxury. Giá của nó hiện tại khi mà chuyển nhượng cũng khoảng tầm hơn 800 đối với một chiếc xe đời 2021. Còn đây là Cross V sản xuất năm 2021, cũng khoảng tầm hơn 800 một chút trên thị trường xe cũ. Vậy thì lựa chọn Signum hay là lựa chọn Cross thì bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích qua. Đáng tiếc là showroom hơi chật một chút, không thì mình sẽ đặt luôn một chiếc Tucson đời 2020-2021 bản 2.0 để so sánh cho anh em hẳn ba chiếc xe. Thế nhưng mà thôi, hôm nay sẽ chơi hai bạn Nhật này trước nhá. Lựa chọn CX-5 thì anh em sẽ được những cái sau. Thứ nhất là sự trẻ trung, thứ hai là nó rất là đẹp. Thực sự là khoang nội thất của CX-5 thì nói không phải là mê tín nhưng gọi là vạn người mê. Đó, trên CX-5 bản Luxury này thì anh em sẽ có những cái sau, đó chính là có loa Bose, có phanh tay điện tử, có auto hold. Đấy là những cái điều mà trên chiếc Cross thì lại không có. Còn lựa chọn Cross thì anh em lại cũng có những cái điểm cộng mà trên CX-5 lại không có. Chúng ta có một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc, trên Toyota Cross lại có gói trang bị Toyota Safety Sense, có cam 360, có cảnh báo vượt trên gương, nhưng lại thiếu đi phanh tay điện tử và auto hold. Và nội thất của Cross thì nó lại không thể nào bắt mắt được bằng chiếc CX-5 này. Lựa chọn CX-5 thì anh em sẽ có một bộ la răng 19 inch nhưng không có phay. Còn lựa chọn Cross thì vành chỉ 18 nhưng mà nó lại có phay. Cá nhân mình thì lại mình thích cái vành phay, bởi vì với một cái xe vành 18 thì mình nghĩ là nó sẽ hài hòa và nó sẽ êm ái, đỡ ùn. Lựa chọn CX-5 thì anh em chỉ có duy nhất một màu nội thất thôi. Nhưng lựa chọn Toyota Cross thì anh em có thể có hai sự lựa chọn, một là đen, hai là cái màu nâu đỏ này. Thực sự là một cái xe mà được phối nâu đỏ đen như này thì trông nó rất là sang trọng. Đây là khoang ngồi sau của chiếc CX-5. Còn đây là khoang ngồi sau của chiếc Toyota Cross. Cả hai chiếc thì cũng không có sự khác biệt gì nhiều, nhưng ngồi trên chiếc CX-5 sẽ có cảm giác nó thoáng hơn, bởi vì trần của chiếc CX-5 là màu sáng, còn trần của chiếc Toyota Cross là màu đen. Còn về động cơ thì sao? Cả hai chiếc xe này đều có điểm cộng rất lớn, đó chính là của thương hiệu Nhật. Thế nên là bền lành, tiết kiệm nhiên liệu, đó chính là những cái điểm cộng mà khi khách hàng không cần phải quá lăn tăn khi lựa chọn hai mẫu xe này. Túm lại là khó lựa chọn đúng không anh em? Bởi vì hai chiếc xe tính về cả giá chuyển nhượng cũng như là phân khúc, cũng như là cùng tầm tiền, cũng như là những cái được và mất, thì CX-5 cũng có cái điểm cộng, Cross thì cũng có những cái điểm trừ. Vậy thì lựa chọn chiếc xe nào mà anh em cảm thấy phù hợp sẽ là quan trọng hơn rất nhiều. CX-5 dành cho những người trẻ, Cross dành cho những người trung niên và đứng tuổi rồi. Về tính thanh khoản thì sao ạ? Cả hai chiếc xe này đều có tính thanh khoản rất tốt trên thị trường. Hai chiếc xe này thì mình bán mất rồi. Thế nên là nếu anh em có những chiếc CX-5 lướt như thế này, hoặc những chiếc Cross còn mới như này mà không đi tới hoặc lên đời, thì để lại cho mình nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình.